Thế cô sinh hai em là không có một em nào là chú có mặt cả. Không biết là vợ đâu đẻ kiểu gì, về là đã thấy con mẹ tròn con vuông rồi. Thế chú sướng thế mà. Những cái năm tháng ấy cô cực kỳ khổ. Bởi vì là đi thì đi xe đạp, mà xe đạp lọc cọc cứ đi một quãng lại nó lại tuột xích. Thế xong là để xích khô thì không đi được. Cha một tí luyên vào là nó nhão cái xích ra. Thế là cô lại phải cài một cái que ở bên cạnh cái đằng sau xe đó. Khi nào nó tuột một cái thì cô phải lấy cái que, tại vì nó tay dầu mỡ mà, phải gạt vào. Trong thì mình có một cách lắp xích rất là giỏi. Thế sau mình lại có cái kinh nghiệm đó. Cứ như thế mà phải dạy học. Dạy học thì lương rất là thấp, nghèo lắm. Chú thì đi lái tàu thì lương chỉ đủ bản thân được cái là cũng tiết kiệm, thì cũng sắm dần. Đầu tiên là mua một cái khung xe đạp. Thế sau đó thì tháng lương sau lại mua cái lốp, cái xăm. Thế dần dần là có được một cái xe đạp để cho cô đi. Một mình cô chăm con, nuôi con, cái điều này nó rất là khó. Nếu người phụ nữ nào mà người ta nói ủa sao tự lấy chồng lại khổ thêm nữa, thì nó sẽ gây rất nhiều cái mâu thuẫn. Và thậm chí những phụ nữ ghen đó, chưa chắc người ta để chồng mình đi như thế nữa. Cô có nghĩ là chú sẽ kéo còi ở nơi nào nữa không? Có chứ. Có chứ. Cô thì đặc biệt là ghen lắm. Càng yêu nhiều càng ghen nhiều. Thế nhưng mà thực ra thì từ ngày lấy nhau giờ thì không biết chú đi như thế nào thì không biết, nhưng mà cái chuyện mà quan hệ thì không bao giờ đến tai cô. Mặc dù bạn bè cũng nhiều người ta trêu lắm. Người ta cứ nói là ôi giời ơi, đi với ông này một ông ngồi lúc tự nhiên thấy ông biến động mất hút. Suốt cả một quãng đường chả thấy ông đâu, đến lúc xuống ga mới thấy ông ấy, thì không hiểu ông ấy đi đâu ấy chị ạ. Biết là ghen cho nên là cứ nói như vậy. Thế mình bảo chả biết có phải không hả anh? Chú nói thế có phải không hả anh? Thì chú bảo ui nó nói tầm bậy, nó trêu em mà. Thế thôi cô lại thôi luôn, cô không có ý gì. Tại sao chú có một cái chung thủy như thế? Bởi vì trong cái nói thật là cái bối cảnh của gia đình nhà chú cũng đã có xảy ra chuyện đó rồi. Dạ. Yeah. Chính thức vì đó chú góc đi của chú, chứ không phải là mình lại theo viết đồ của bố mẹ được. Dạ. Yeah. Chính thức vì do đó mà chú biết chính chú là người được hưởng thụ, biết được tất cả những cái gì khi không có bố. Không có bố, không có mẹ thì những người đấy mới hiểu được. Dạ. Yeah. Về tâm tư được. Nếu mình sống mà không có cha bên cạnh, không được tình cảm của cha, thì mình hiểu được một người con khao khát thế nào đấy, và đau khổ thế nào. Đúng rồi. Và chính như điều đó chúng ta rút ra một cái bài học kinh nghiệm cho chính cuộc sống chúng ta. Cô ơi, sau 41 năm cô sống cùng với chú rồi thì cô thấy là chú có cái tật xấu gì không cô? Cũng có chứ. Trước đây thì cô yêu chú thì cô nghĩ là căn cơ vun vén gia đình sẽ là một người đàn ông là quan tâm đến vợ con. Thế nhưng mà thực ra khi sống chung rồi thì thấy chú vô tâm. Mà chú thì rất đơn giản, không thích lãng mạn. Ví dụ như là những ngày sinh nhật thì cô cũng chả cần chú phải mua cái này cái nọ cho cô. Chú cực cần là chú quan tâm, nghĩ đến những ngày sinh nhật của mình, chú tặng cô một bông hoa thôi. Thì chúc em ngày sinh nhật thì là cô thích lắm. Thế nhưng mà từ ngày chưa bao giờ có một bông hoa. Để nói cho vui, chú bảo tặng cái hoa khác chứ cái hoa ấy, nó héo luôn. Tặng cái gì nữa thiết thực thôi. Ví dụ làm một bữa mâm cơm ngon thì là vợ chồng con cái ăn với nhau, thì anh còn thích hơn chứ cái bông hoa mua về tặng em xong nó héo vứt đi làm gì. Thế là chú không bao giờ là quan tâm chuyện đó. Thứ hai là nóng tính lắm. Nóng tính là có nghĩa là với vợ thì hơi một tí thì là bắt đầu là cứ nói to lên, gắt lên. Thế thì cô chịu được, cô nói là anh nói cái gì mà cứ từ từ mà nói, sao phải gắt. Nhưng mà riêng với con thì cực kỳ nóng. Chú có gia trưởng nhiều lắm không? Cái việc đó thì cũng có đấy. Có. Nhưng mà khi nào có lỗi không bao giờ xin lỗi. Đó, con đang tính đây, nói là cái gia trưởng là cái chỗ đó. Những lần mà chú làm lỗi với cô, chú thừa biết là chú có lỗi với đúng cô rồi. Nhưng có bao giờ không chú xin lỗi? Đấy, chú không xin lỗi. Không bao giờ xin lỗi. Tại sao chú? Vì chú nghĩ rằng đàn ông mà không bao giờ mà mình chịu xuống nước với phụ nữ. Vì gì xin lỗi? Cái đấy thôi, cái để trong lòng. Trong lòng người ta đâu có biết, ta giận, ta buồn. Thì mình phải tìm cách chứ. Thế sao mình lại cách xin lỗi khác? Ừ, đúng, yeah. Đúng. Thí dụ thay vì là mình nói xin lỗi em, thì mình ghé mình hôn cái mình. Đúng rồi, nó dễ chịu hơn, đúng không? Không hôn thì không hôn đâu, nhưng mà đi ngủ là cái kèo kèo này này. Kèo kèo, cũng kèo là lời xin lỗi. Đấy đấy, kèo kèo là cô biết là biết lỗi rồi, thì thôi mình tha. Thế còn ở cô, có cái gì làm chú không hài lòng không? Thì dĩ nhiên cho cuộc sống thì cũng phải có chứ, chứ phải là không. Thôi em nhận trước đây, luôn. Em nhận trước luôn nhá. Ok. Cái tính xấu của cô là cô hay dỗi và cô hay nói dai. Cứ bực lên mà chú mà không phản bác lại là cô điên lắm. Cô nói bao giờ để cho chú bật lên ấy, thì là mới thôi. Thế nhưng mà sau khi cô nói mãi thì chú chả nói gì, vì sao chú chỉ nói im cái mồm đi. Thế là cô im luôn, không dám nữa, vì cô biết rằng là cái tâm lý người đàn ông, người ta sức chịu đựng người ta chỉ đến mức độ nào thôi. Dù người ta sai nhưng mình nói dai, nói nữa là ăn táng. Đấy. Chính là cái đó tôi rút kinh nghiệm qua cái cuộc đời, cái cuộc sống chung của mình là mình biết. Mặc dù kể người ta rất hiền nhưng mình nói nhiều cái sai của người ta là người ta không có thích đâu. Chú không nói một câu nào nhé, chỉ nói một câu đấy. Nói câu đấy thôi hả? Nói một câu. Nhưng mà chú cũng gan,
chú dám nói im cái mồm đi. Vợ con mà nói im cái mồm đi là cái mồm con bị méo liền đó. Giờ thì con có một cái bất ngờ dành cho chú. Mà cái này không phải là của con dành cho chú, mà là của cô dành tặng cho chú. Đây là một lá thư cô gửi cho chú. Nó được mang tên là lá thư từ quá khứ. Ngày tháng năm, anh yêu, hôm nay các con các cháu tổ chức sinh nhật cho chúng mình. Cả em và anh rất là hạnh phúc. Nghĩ lại thời gian trôi đi nhanh quá. Thấm thoát thì đã 41 năm, 9 tháng mình về sống chung một mái nhà rồi. Trải qua hơn 3 năm yêu nhau đầy sóng gió, một cuộc tình niềm vui thì ít mà buồn thì nhiều, đã làm cho em và anh phải rơi lệ trước sự ngăn cản của gia đình em. Nhưng sự mách bảo của trái tim, em yêu anh và muốn được sống chung với anh. Với tình yêu chân thành, chúng mình không thể sống thiếu nhau, dù cho bố mẹ không bằng lòng. Nhưng sau mỗi chuyến tàu, anh lại đến nhà, cả những khi không có em. Anh dũng cảm thật đấy. Anh thăm hỏi mẹ em lúc ốm đau. Mọi công việc như là quét dọn, nấu ăn, anh chẳng nề hà, cứ như là con cái ở trong gia đình vậy. Điều đó anh đã làm thay đổi sự suy nghĩ của bố mẹ em về anh. Thế rồi mùa xuân năm 1979, đôi ta nên duyên vợ chồng. Giờ phút đợi chờ nhà trai đến đón cô dâu, em đã ngồi trong phòng và khóc rất nhiều. Lòng em thì rối bời, cảm xúc thật khó tả. Đời người con gái, lấy chồng làm dâu rồi thì sẽ ra sao? Tính em thì hay hờn dỗi, nhưng mà anh làm cho em chẳng giận được bao lâu hết. Anh còn nhớ không? Thời gian của vợ chồng son mình chẳng được bao lâu hết. Sau 3 năm thì mình đã có 2 đứa con, một trai một gái lần lượt ra đời. Anh thường xuyên vắng nhà, công việc vất vả, gò bó về thời gian. Em thì ở nhà cùng mẹ già, con nhỏ, với bao nỗi lo toan chồng chất. Ơn trời thì khó khăn thiếu thốn là như vậy, nhưng các con mình vẫn được khỏe mạnh, xinh xắn. Bây giờ thì các con đã trưởng thành rồi, đã có gia đình riêng, đã có thể sống tự lập, hiếu thảo với cha mẹ. Gia đình mình thật hạnh phúc phải không anh? Anh ơi, cuộc sống của mình giờ không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Em thấy mình thật may mắn khi được làm vợ của anh. Anh là người chồng mẫu mực, người bạn đời tri kỷ, sống có trách nhiệm với gia đình, là bờ vai vững chắc cho mẹ con em. Tuổi xế chiều rồi, chúng mình dành thật nhiều thời gian cho nhau, chăm lo cho nhau được sống vui, sống hạnh phúc cả đời anh nhé. Xin kính nhờ chương trình cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh trai Đỗ Lê An và các em Đỗ Lê Đô, Đỗ Lê Tuấn, Đỗ Thị Loan và những người thân yêu ruột thịt đã chấp cánh thêm nhịp cầu nối cho tình yêu của chúng tôi được như ngày hôm nay. Hết rồi ạ. Trước tiên là cảm ơn em và xin lỗi những gì em chưa làm được. Và đến ngày hôm nay em đã nói ra sự thật. Cảm ơn anh. Chỉ mong chúng ta được sống trọn đời, mãi mãi bên nhau và luôn hạnh phúc. Hôm nay cũng là nhờ đài để cho anh em mình hiểu nhau hơn nữa về cuối đời. Cho nên anh mình sẽ hứa sẽ sống cho trọn cả một cuộc đời. Anh tặng em. Tuyệt vời. Đấy, cô nói chưa bao giờ chú tặng cô dù chỉ một cành hoa. Em xúc động quá. Từ ngày lấy nhau, hôm nay em đương nhận bó hoa của anh. Nhưng cuộc đời anh đã cho em rất nhiều hoa.